xin chào các bạn ơi. Hôm nay á, mẹ Dương có một người bạn từ nước ngoài về. Và hôm nay mẹ Dương đã dẫn bạn ấy đi ăn thử ẩm thực đường phố của Việt Nam mình. Và món đầu tiên đó là món bánh bèo của Việt Nam. Không biết cơ bạn ấy có biết ăn món bánh bèo của chúng ta không nha. Đây chính là bạn ấy đang ngồi sau phía mẹ Dương. Hi. Và Ruby, Vani và cô Ngân cũng có mặt trong cuộc Street Food Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta đã đến quán bánh bèo các bạn ạ. Bây giờ mẹ Dương đang gọi món thì chút nữa sẽ cho bạn mẹ Dương ăn thử cái đĩa thập cẩm nha. Để coi bạn ấy có biết ăn không. Sushi cũng ăn nha, còn sushi ta nha. Sushi đang nhìn bà. Sushi đang nhìn bà. Có vẻ bất cần quá. Đây là dĩa đầy đủ. Đây là củ bố thịnh. Hai này giống nhau. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc bèo. Em là bà hả? Em qua đây em ngồi với mẹ nha. Em lên cho em ngồi với mẹ nha. Rồi, và đây là đĩa của mẹ Dương. Mẹ Dương chỉ ăn 4 món thôi là bèo, đúc, nậm với lại lọc. Ruby là bánh bèo với bánh đúc thôi. Chào em. Mọi người ăn em không được ăn hả? Ăn được không chú Duyên? Ngon ngon. Nói tiếng Việt Nam luôn ngon. Ok, bạn Vani thì không biết ăn bánh bèo nên là ăn bún bò. Nhà anh bánh cho con này ăn giấy kìa, chị em nó còn lấy trên tay nó rồi. Thấy nó trên bồn á. Cô Duy nha, cô Duy ăn giấy nha. Bạn ơi, sau khi chúng ta ăn bánh bèo xong thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi đến quán trà sữa để cho bạn của mẹ Dương uống thử trà sữa Việt Nam nha. Bây giờ chúng ta đang ăn chúng ta đang dừng để mua bánh tráng nướng các bạn ạ. Và đây là trà sữa, hồi nãy mình đã mua được 3 ly. Những cái món ăn ở Việt Nam để cảm nhận kéo dài cắn sâu vô kéo lên ok pizza Việt Nam pizza ngon hơn pizza pizza Việt Nam đó. Nhưng mà coi như là gian đợt này là đi đúng cái kiểu ăn đủ cái món luôn ha. Món gì cũng sẽ được ăn hết. Bây giờ cái ly trà sữa kìa, em đổ cái phí rồi.
khó biết. Biết ngay à. Tao cầm giùm cô ngân. Cầm giùm cô để cô uống hết cái kia không ấy. Tí quá. Quá. Giờ cô ngân phải nữa đi. Nữa đi. Uống trà sữa kiểu mới à? Trà sữa kiểu bé ly. Làm gì bé rồi? Và đây là... Uống hoàn hết rồi. Nè. Cô Ngân làm bé. Cô uống nào. Không phải là cô Ngân uống hết. Thôi uống chúng mẹ.